Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị mình ha. Hôm nay Ngũ Hoàng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình một cái vị trí ngôi nhà nằm ở hai sẹt của đường chiến lược ha, thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình thì có sổ hồng riêng, nhà mình thì kết cấu là một trệt hai lầu ha, sàn bê tông cốt thép luôn nha cô chú anh chị. Ở nhà hoàn công đủ một trệt hai lầu luôn nha cô chú anh chị ha. Có tổng cộng 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Và nhà hiện tại đang có hướng chánh là thuộc hướng bắc nha cô chú anh chị. Hẻm trước nhà của mình là hẻm xe hơi vào đến tận nhà được luôn ha. Nhà mình thì thông từ hẻm 114 của đường chiến lược thông ra hẻm 146 của đường chiến lược cô chú anh chị nha. Đây phía sau lưng là vị trí đường đi của nhà mình đây, phía sau lưng này ha. Đó thì cái hẻm này là hẻm thông nè. Đó thông ra là 146 của đường chiến lược ha. Còn hẻm ở sau lưng của Nguyễn Hoàng đây là hẻm 114 ha. Đó hẻm phía sau này là hẻm 114 của đường chiến lược ha. Nhà mình thì gần ngay chỗ chợ Bình Trị Đông cũ luôn. Rồi giáp ranh với lại khu quận 6, từ đây qua quận 6 rất là gần luôn. Qua mặt tiền đường ngay chỗ góc ngã tư giữa đường Tân Hòa Đông giao với lại đường Phan Anh và đường An Dương Vương của cô chú chị. Mình ra khúc bánh bò bánh tiêu hoặc là mình ra vòng xoay Phú Lâm, ra chợ Phú Lâm nó rất là gần nha cô chú chị ha. Thì bây giờ Ngũ Hoàng sẽ review vào bên trong để cho cô chú chị mình xem nha. Ở đây là hiện tại đang thuộc 114 của đường 114 của đường chiến lược nè. Cái này là hướng ra là một sẹt của đường chiến lược nè ha. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì hôm nay Nguyễn Hoàng sẽ có một cái căn nhà để review cho cô chú anh chị mình. Mức giá chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng là 2 tỷ 680 triệu ha. Đây, hướng này là mình đi thẳng ra tới vị trí mặt tiền đường đường chiến lược nha. Thì hẻm này nó có độ rộng là xe hơi mình vào đến tận nhà được nha cô chú anh chị. Đó, xe hơi vào đến tận nhà được luôn. Và nhà mình thì hẻm thông từ 114 của đường chiến lược thông ra 146 của đường chiến lược ha. Thì bây giờ Nguyễn Hoàng sẽ review vào bên trong nhà cho cô chú anh chị mình xem. Đây khu vực đây ha. Đó, mình tới đây nè, mình tới đây sẽ có góc ngã ba. Góc ngã ba cái mình quẹo vô bên trong đó, làm quẹo vô vị trí ngôi nhà của mình. Thì vào bên trong đây là hẻm này, hẻm cục ha. Đó. Đây khu bên này nè ha. Đó, lối này để mình đi vô vị trí ngôi nhà của mình đây. Nhà mình là nhà một trệt hai lầu nha cô chú anh chị. Có tổng cộng 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh ha. Căn nhà của mình thì hiện tại đang có hướng chính là thuộc hướng bắc ha. Ở bên trong này có một cái khu đang phân lô nè. Phân lô bán nền ở trong đây nè. Đó, khu bên trong đó là cô chú chị đang phân lô bên trong ha. Khoảng có chục căn nhà ở bên trong rồi đó. Vẫn còn nhiều cái lô đất ở bên trong ha. Ở đây thì cũng có xây dựng vài căn nhà rồi nè. Đó, khu bên trong nè. Đó, vào bên trong đó thì sẽ có mấy căn đang xây dựng bên trong rồi ha. Thì cái căn nhà của mình là nó sẽ nằm ở phía ngoài này nha. Căn mình là căn hai sẹt của đường chiến lược ha. Hai sẹt nha cô chú anh chị. Đây, vị trí ngôi nhà của mình đây. Đó, vị trí ngôi nhà của mình nè, căn này nè. Ở nhà một trệt hai lầu ha. Một trệt hai lầu nha cô chú anh chị. Đó, địa chỉ của nhà mình đây. Hiện tại nhà mình đang có địa chỉ là 146 sẹt 36 sẹt 18 đường chiến lược, thuộc khu phố 9, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình hẻm thông ha, thông từ 114 của đường chiến lược thông ra 146 của đường chiến lược. Đó, mình thông ra đó là ra 146 đường chiến lược. Và hẻm nhà mình là hẻm xe hơi nha cô chú anh chị. Nhà thì chủ có làm hai lớp cửa nè, một lớp cửa cổng bằng sắt và một lớp cửa nhôm sinh pha bên trong. Cũng có làm một cái khung, đó khung sắt để cho mình lên xe đây. Khu vực này. Đây, khu vực này nè. Có cái khung nè. Đó cô chú anh chị mình lên xe thì mình kéo ra là mình lên xe được ha. Đó, hẻm thì hẻm rộng rãi nha, hẻm này là hẻm xe hơi nha cô chú anh chị. Đó, xe hơi mình vào đến tận nhà mình luôn. Hiện tại thì nhà kế bên đang xây nè, nên bên trên đang đổ một đống đất á cô chú anh chị. Khi nào mà xong thì khu vực này cô chú anh chị mình qua xe qua lại là bình thường ha. Kết cấu một trệt hai lầu nha cô chú anh chị. Ở bên trên thì chủ làm full luôn, phòng bự ra luôn, phòng bự ra luôn là chủ làm cửa nhôm sinh pha ở bên trên nè, cửa sổ nhôm sinh pha ha. Nhà mình có khoảng không gian sân thượng phía sau nha. Thì bây giờ Ngũ Hoàng sẽ vào bên trong và review cho cô chú anh chị mình ta. Nhà kích thước ngang 2,5m và chiều dài vô trong là 8,1m nha cô chú anh chị. Đó, kết cấu một trệt hai lầu ha. Gạch thì chủ ốp cao ráo nè cô chú anh chị. Ốp lên tầm được 1,6m nè ha. Đó, ở bên trên thì chủ làm hệ thống đèn led âm nè, âm trần và một hệ thống đèn led hộp ở giữa nữa. Cùng quay vô bên trong. Đây, khoảng không gian này là cầu thang mình đi lên đây. Vào bên trong thì sẽ có một cái khoảng không gian bếp nè. Đây khoảng không gian này, không gian toilet của nhà mình nè. Khu vực toilet của nhà mình đây. Đó, gạch ốp cao ráo của chú chị nha. Gạch ốp cao ráo.
đó, xung quanh đây ở khu vực bếp của nhà mình, kệ tủ bếp đồ đầy đủ hết ha, ở bồn rửa chén, rồi khu vực nấu ăn, rồi cái lối này để mình đi ra, đây ra đây là ra khoảng không gian phòng khách của nhà mình nè, khoảng không gian phòng khách. Cầu thang thì chủ làm cầu thang đúc ha, ở tay vịn là bằng gỗ cam xe nè, kính cường lực nè, và những cái trụ này là trụ inox 304 nè, ở gỗ cam xe, đi rất là chắc chắn luôn. Bề mặt đi là đá hoa cương nha cô chú chị, bề mặt đi màu đen ha, đá hoa cương. Nhà mình có tổng cộng 3 phòng ngủ của chú chị ha, đang có cái hướng chánh là thuộc hướng bắc ha. Nhà mình gần ngay góc ngã tư giữa đường Tân Hòa Đông, đường An Dương Vương và đường Phan Anh ha, gần ngay chỗ chợ cây da xà luôn. Từ đây ra chợ cây da xà rất là gần nha cô chú chị, và ra chợ Bình Trị Đông nó cũng gần. Phòng này là phòng phía ngoài của nhà mình đây, nên rất là rộng luôn cô chú chị, khu vực này rất là rộng nha. Ở phía trước thì sẽ có một cái ô cửa sổ và có rèm cửa phía trước nè. Ở bên trên thì chủ làm hệ thống đèn led âm và có cái trần trệt cấp nè ha. Ở cửa thì chủ xài là cửa nhôm sinh pha bản lề ba cái ha. Ở khu vực bên này, ở nhà mình thì có sẽ cái lầu 1 thì sẽ có một cái toilet nằm ở giữa nè cô chú chị. Ở khu vực toilet nằm ở giữa đi, gạch ốp cao ráo lên tới trần nè. Ở cửa xài cửa nhôm, và bên trong này thì sẽ có một phòng nữa nè. Ở nhà lầu 1 là được 2 phòng ngủ và được một cái toilet nằm ở giữa. Ở bên trên thì hệ thống đèn led âm đầy đủ hết ha. Ở cửa cũng là xài cửa nhôm sinh pha nha cô chú anh chị. Rồi cầu thang này mình đi lên đây, đó khu vực cầu thang để đi lên tầng 2 nè. Bề mặt đi là vẫn là bề mặt đi đá hoa cương nha, tay vịn là vẫn là bằng gỗ kính cường lực. Ở những cái trụ inox 304 rất là chắc chắn luôn. Lầu 2 của nhà mình thì sẽ có một phòng ngủ nữa nha. Đây, khoảng không gian một phòng ngủ cho cô chú anh chị mình đây. Khu vực này một phòng nữa nè. Và phía trước thì sẽ có khoảng không gian cho cô chú anh chị mình nè. Ở không gian này là không gian của ô cửa sổ phía trước ha. Ở chủ làm là cửa như sổ là nhôm sinh pha kính nè ha, rất là chắc chắn luôn nha cô chú anh chị. Ở một phòng ngủ khá là rộng đây, khu vực này. Đó, phía sau nhà mình thì sẽ có một cái khoảng không gian ô giếng trời nữa, khoảng không gian toilet và một cái khoảng không gian sân thượng nữa nè. Đây không gian toilet của nhà mình. Nhà này được 3 phòng ngủ nha, nếu mà cô chú anh chị nào đang quan tâm cái bất động sản này thì có thể liên hệ với Hoàng ha, để mình qua mình xem nha. Nhà sàn bê tông cốt thép luôn nha cô chú anh chị, sàn bê tông cốt thép. Phía sau lưng sân thượng này sẽ có khung bảo vệ nè ha, khung bảo vệ bằng sắt nè. Đó, tường thì xây xung quanh lên cao ráo tầm được 1 mét hơn ha. Ở máy giặt thì chủ thiết kế là để ở ngoài đây nè. Ở bên trên thì chủ có làm khoảng không gian bạt quay. Bạt quay để cho che nắng cho khoảng không gian máy giặt nè cô chú anh chị. Ở ngoài đây thì cô chú anh chị mình làm cái xào phơi đồ, mình phơi đồ ở ngoài đây nha. Thì bây giờ ông Hoàng cũng xin thông báo lại là nhà mình ngang 2,5 m và chiều dài vô là 8,1 m nha. Kết cấu một trệt hai lầu sàn bê tông cốt thép ha. Hoàn công đủ một trệt hai lầu luôn nha cô chú anh chị. Đường trước nhà mình là đường rộng ha, đường xe hơi vào đến tận nhà luôn nha. Nhà đang có hướng chính là thuộc hướng bắc nha. Nhà mình thì thông từ hẻm 114 của đường chiến lược thông ra hẻm 146 của đường chiến lược, đó, thông luôn, thông xe hơi luôn, xe hơi mình thông được luôn nha. Và mức giá thì chủ đang gửi cho bên Hoàng Nguyễn Hoàng là 2,680 triệu nha. 2,680 triệu, cô chú anh chị nào quan tâm thì mình qua mình thương lượng, gặp trực tiếp chủ mình thương lượng giá cả ha. Được thì mình mua luôn ha cô chú anh chị. Và cô chú anh chị nào đang có quan tâm và hoặc là bạn bè người thân mình đang quan tâm thì mình có thể chia sẻ cái video này để cho bạn bè người thân mình biết cái vị trí bất động sản này ha. Đó, giúp cho người mua mua được nhà và cũng giúp cho người bán được nhà ha. Nhà mình không lộ giới luôn nha, mới xây dựng gần đây không lộ giới luôn nha cô chú anh chị, không lộ giới, không quy hoạch nha. Nguyễn Hoàng xin nhắc lại là nhà không lộ giới, không quy hoạch. Đó thì cô chú anh chị nào mà đang quan tâm cái bất động sản này thì có thể chia sẻ cái video này để cho bạn bè người thân mình biết cái vị trí bất động sản này ha. Đó, giúp cho người nhà chủ nhà bán được nhà và cũng giúp cho người mua mua được nhà giá tốt nè. Rồi cô chú anh chị mình có thể liên hệ Nguyễn Hoàng với cái số điện thoại 0799 211 363 và 0937557 để Nguyễn Hoàng sẽ qua mở cửa và để Nguyễn Hoàng sẽ gọi chủ qua mở cửa cho cô chú anh chị mình xem bên trong nhà nha. Và bây giờ thì Nguyễn Hoàng xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị. Chú ơi, cái này cũng tắt đèn luôn hay là chú cấp cầu dao chú? À,
Dạ, chú sập cầu dao xuống là tắt hết không chú? À không, còn 15 nữa. Đây đây. Dạ dạ dạ. Con cảm ơn chú. Tắt nha. Dạ dạ dạ. Dạ xong rồi ạ. Còn 23 độ. Dạ dạ. Ở cái hướng này là cái hướng để mình đi thẳng ra đó, mình sẽ ra một hẻm 146 của đường chiến lược nha cô chú anh chị, là thuộc hai sẹt của đường chiến lược ha, thuộc phường phường Bình Trị Đông, khu phố 9 quận Bình Tân nha, ở thành phố Hồ Chí Minh ha, hướng này ha. Đó, mình ra đó là mình ra hai sẹt của đường chiến lược nè, hẻm này là hẻm 146 nè. Còn phía sau lưng của Nguyễn Hoàng là ra hẻm 114 của đường chiến lược nè, ở phía sau lưng này nè. Ở mình ra rồi đó là ra một sẹt của đường chiến lược, và bên này cũng vậy luôn. Ở nhà mình xây ha, xây full luôn ha cô chú chị, xây full luôn, có tổng cộng 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh ha. Ở nhà mới vào ở ngay thôi, không cần phải tân trang hay sửa chữa gì hết. Nhà thì thềm nhà chủ làm cao ráo ha, cao hơn với lại cái thềm đường là khoảng có chừng là 3 tấc ha. Ở thì cô chú anh chị nào quan tâm liên hệ Hoàng ngay nha.